Ngày 26 tháng 11, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông xác nhận Chi cục Kiểm lâm tỉnh này vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Lê Văn Tường, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Đắk Trà Lấp. Ông Tường bị kỷ luật với nhiều lý do, để đơn vị gây mất đoàn kết nội bộ kéo dài, vi phạm tác phong, giờ giấc trong thi hành công vụ, tổ chức uống rượu bia trong giờ hành chính. Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, một đoạn clip và một ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng ghi lại hình ảnh một người đàn ông trung niên vừa hút thuốc, gác chân lên bàn làm việc, vừa đọc văn bản. Ông Lê Văn Tường, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Đắk Trà Lấp, sau đó đã thừa nhận người trong hình ảnh và clip trên mạng xã hội là mình. Lý giải về sự việc, ông Tường nói bị gút nặng nên ngồi bình thường, máu sẽ dồn xuống chân, đi lại di chuyển khó khăn nên gác chân như trên. Ông Tường nói chỉ gác chân khi ở trong phòng một mình chứ không hành động như thế khi gặp, trao đổi công việc với mọi người.